lần so tài thứ 3 và cũng là cuối cùng giữa hai đội ở vòng bảng VBA 2023 năm nay. Ho Chi Minh City Wing và Canto Catfish đều khát khao chiến thắng. Hai đội hiện lần lượt giữ hạng 5 và 6 cần thắng để không tụt lại quá xa với top 4. Mục tiêu này được Canto Catfish hiện thực hóa bằng quyết định thay đổi nhân sự quan trọng. Cụ thể, đội bóng có biệt danh cá Barca chia tay D'Angelo Hamilton và đem về Josuki. Tân binh của đội bóng Cần Thơ là ngôi sao từng lập cú đúc danh hiệu khi là vận động viên xuất sắc nhất loạt trận chung kết và chức vô địch tại VBA 2020. Mở màn trận đấu, chủ nhà Ho Chi Minh City Wing và đội khách Canto Catfish nhập cuộc đầy hưng phấn. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, mỗi lần bóng đến tay, các tay ném đều tìm ra cách để ghi điểm. Dù triển khai bóng với nhịp độ cao, hai đội vẫn duy trì độ chính xác ở những pha dứt điểm và nhanh chóng thiết lập tỷ số cân bằng 12-12. Những phút tiếp theo, 3 pha 3 điểm đến từ Michael Soy và Lê Ngọc Tú đã giúp Canto Catfish vươn lên 22-14. Khoảng cách này tiếp tục được Brachon Griffin nâng lên thành tỷ số của hiệp 1 33-24, nghiêng về Canto Catfish. Bước sang hiệp 2, cảm giác bóng của Brachon Griffin vẫn còn dồi dào. Những pha đột phá lăn xả của hậu vệ giàu tốc độ này cùng sự hiệu quả của Nguyễn Quang Huy giúp Canto Catfish đạt được khoảng cách 13 điểm lớn nhất từ đầu trận với tỷ số 47-34. Ho Chi Minh City Wing với sự dẫn dắt của Jeremy Smith vẫn kiên trì bám đuổi và luôn chờ cơ hội để quân bình tỷ số. Thầy trò huấn luyện viên Eric Olsen đã có cơ hội tháo gỡ áp lực khi thời gian còn chưa đến một phút. Vincent Nguyễn có pha dẫn bóng đột phá và ghi điểm. Nỗ lực cá nhân của Jeremy Smith không thể giúp City Wing tránh khỏi thất bại. Sang hiệp 3, khi Jeremy Smith không còn duy trì hiệu suất dứt điểm 100%, các tay ném còn lại của Ho Chi Minh City Wing vẫn tìm phương án để rút gọn cách biệt 10 điểm. Về phía Canto Catfish, Josuki ngày càng bắt nhịp qua hiệu suất dứt điểm ấn tượng ở nhiều vị trí. Mỗi lần Ho Chi Minh City Wing có điểm, Brachon Griffin cũng nhanh chóng sử dụng tốc độ vượt trội để phản công chớp nhoáng nhằm chuộc lại lợi thế ngay lập tức. Kết thúc hiệp đấu bản lề, cả hai đội đều ghi 20 điểm và Canto Catfish tiếp tục dẫn trước với tỷ số 75-64. Tiến vào hiệp quyết định, chỉ chưa đầy 2 phút, Trần Văn Trung có pha 3 điểm giúp Ho Chi Minh City Wing gỡ tỷ số về 6 điểm. Sau khi lập công, chính cầu thủ này lại có tình huống để mất bóng đáng tiếc khiến đội nhà không thể tiến xa hơn. Phải đến khi Jeffrey Sắc Niu lập công từ những pha dứt điểm chắn chắn ở cận rổ, Ho Chi Minh City Wing mới rút ngắn tỷ số về 80-85. Khoảng cách mong manh này được duy trì cho đến khi trận đấu còn hơn một phút. Jeremy Smith bất ngờ phá vỡ cột mốc ghi nhiều nhất trong một trận đấu của bản thân, 34 điểm, để gỡ điểm cho đội nhà còn 89-92. Tuy nhiên, sự xuất sắc của cầu thủ này không thể giúp Ho Chi Minh City Wing gỡ hòa. Theo đó, Josuki chứng tỏ bản lĩnh của một nhà vô địch VBA khi vượt qua mọi áp lực tâm lý để thực hiện thành công 3/4 pha ném phạt, trực tiếp để ấn định chiến thắng chung cuộc cho Canto Catfish với kết quả 95-89. Một pha tấn công của Vincent Nguyễn,